Xin chào cả nhà, chào các khách hàng thân thương của BB Thanh Mai. Đến hẹn lại lên vào lúc 10 giờ sáng mỗi thứ năm hàng tuần, BB Thanh Mai sẽ có cái chuyên mục live stream bạn hỏi và chuyên gia giải đáp. Thì với mỗi tuần một chủ đề nha cả nhà, thì chủ đề của ngày hôm nay đó là hiệu quả thực tế và cách chăm sóc da của mình như thế nào sau khi mình đã sử dụng công nghệ trị liệu da đỉnh cao của thế giới. Và để đồng hành với chủ đề ngày hôm nay thì BB Thanh Mai xin giới thiệu với cả nhà, đó là chị Kim Thoại ạ. Dạ, em chào chị. Dạ, chị Kim Thoại là chuyên gia điều trị về máy công nghệ cao nha cả nhà. Thì với buổi live stream ngày hôm nay, nếu như cả nhà có bất kỳ câu hỏi nào cả nhà có thể đặt cho chuyên gia của BB thì các bạn chắc chắn là sẽ được hài lòng với lại cái câu trả lời của chuyên gia bên em nha cả nhà nhé. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, nếu như mình có câu hỏi nào thì cả nhà cứ đặt trên trong buổi live stream ngày hôm nay, để có gì em sẽ chia sẻ với cả nhà luôn cả nhà nhé. Dạ, và để trong khi chờ đợi cả nhà mình vô xem livestream một chút xíu thì em sẽ chia sẻ với cả nhà về cái hiệu quả của công nghệ Ultrarabi cả nhà nhé. Dạ đây. Trước tiên thì em sẽ chia sẻ với cả nhà về cái hiệu quả của công nghệ Ultrarabi trước ạ. Nghe chị mở không được nha. Cả nhà mình không biết có thấy rõ không ạ? Vậy đây ha, em để vậy chắc là cả nhà mình có thể thấy rõ hơn. Đây, em xin khoe với cả nhà là bên BB Thanh Mai á, là một trong số những thẩm mỹ viện mà được truyền tai nhau nhiều nhất. Đó là vì các nghệ sĩ đã đến làm rất là nhiều và hiện tại thì các anh chị rất là đẹp này. Em xin chia sẻ với cả nhà hình của anh Chí Tài trước nè. Đây là hình trước và sau khi anh Chí Tài đã sử dụng công nghệ Ultrarabi cả nhà nha. Mình thấy là anh trẻ rất là nhiều. Ví dụ như là về cái nâng cung chân mày để trị mí sụp này, trị nếp nhăn cũng như là trị cái rãnh mũi má này, thì hai bên đường viền hàm má của anh Chí Tài các anh chị thấy rất là gọn nha các anh chị. Mình thấy hai bên đường viền hàm má khác nhau hoàn toàn so với hai tấm hình này. Thì đây là hình của anh Chí Tài nha. Hơi khó nhìn thôi cả nhà. Và đây, và đây là hình của nhà thiết kế Sĩ Hoàng nha cả nhà. Anh cũng đã đến BB Thanh Mai và làm liệu trình Ultrarabi chắc cũng được 2 lần rồi đó cả nhà. Hiện tại thì các anh chị thấy là anh rất là trẻ luôn, trẻ rất nhiều so với cái độ tuổi của mình. Về mí mắt này, về cái cơ viền hàm má này, hoặc đây là hình của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ nha cả nhà. Trẻ rất nhiều cả nhà nha. Và đây là hình của quý cô Lan Trinh này. Đây là nghệ sĩ Kim Tử Long. Hiện tại nếu như các anh chị mà gặp nghệ sĩ Kim Tử Long ở ngoài, các anh chị sẽ rất là bất ngờ, bởi vì anh có một gương mặt rất là thon, rất là gọn và hầu như là các nếp nhăn trên mặt của anh được cải thiện rất là nhiều luôn á. Đây là đạo diễn và diễn viên Ngô Thanh Vân này. Sắp tới thì chị Ngô Thanh Vân cũng sẽ ghé bên em để làm thêm một lộ trình mới đó cả nhà. Đây là diễn viên hài Kiều Linh cả nhà nhé. Và đây là MC Đại Nghĩa. Các anh chị hầu như đều có thể thấy được cái sự khác biệt trước và sau rất rất là nhiều luôn đấy ạ. Và đây là bà mối Cát Tường, MC Cát Tường cả nhà nha. Chị cũng mới ghé bên em làm công nghệ Ultrarabi trẻ hóa nha gần đây đấy ạ. Dạ đây, hình này thì là của chị Việt Hương. Chị nhân đây thì em cũng sẽ cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều, bởi vì chị đã giới thiệu rất là nhiều như anh chị nghệ sĩ tới để BB Thanh Mai có cơ hội chăm sóc. Ví dụ như anh Chí Tài này, chị Diệu Nhi này, rất rất là nhiều những nghệ sĩ khác nha cả nhà nha. Và các anh chị thấy là chị Việt Hương trông rất là trẻ luôn, hầu như là mình có thể là không nhận ra chị ấy luôn với cái tấm hình như thế này trước và sau. Và đây thì không biết là cả nhà mình đã thêm nhiều chưa ha. Em vui đây, em xin chào chị Cà Na, chị có một cái tên rất là dễ thương luôn. Em xin chào chị Mini Trần. Chị Mini Trần có một câu hỏi, đó là lễ này bên BB có làm việc không em? Chị ơi, về cái ngày lễ 2 tháng 9 vừa rồi á, thì bên BB Thanh Mai không những có làm việc mà bên em lại còn có rất là nhiều ưu đãi khác dành cho cái ngày lễ này nữa. Cho nên nếu mà tiện á, chị Mini Trần mình có thể ghé bên BB Thanh Mai để mình được hưởng cái ưu đãi đặc biệt trong những cái ngày lễ này chị nhé. Dạ chị Nhiếm Liệu, em chào chị ạ. Chị cũng có câu hỏi giống như là của chị Mini Trần luôn. Bên em có làm việc từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối và tất cả các ngày trong tuần, nghĩa là cũng có những cái ngày lễ luôn. Nên là các anh chị mình rất là tiện có thể ghé bên em từ sáng cho tới tối luôn nha các anh chị. Em xin chào chị Tuyết Trần. 2 tháng 9 BB Thanh Mai có giảm giá không?
tới Trần nha. Chị cứ chỉ cần ghé bên đây thôi, rồi bên em sẽ có bác sĩ này, có chuyên gia tư vấn trực tiếp cho mình luôn nha chị. Dạ em xin chào chị Trang Đài. Chị Trang Đài có một câu hỏi cho chuyên gia bên em, đó là nếu như mà mình làm toàn mặt thì giá bao nhiêu vậy ạ? Chị Thoại có thể giải đáp cho các khách hàng của mình chị Thoại nhé. Thì xin chào bạn Trang Đài ha. Thì hiện tại là cái chi phí mà mình điều trị á, cho mỗi một cái lần mình làm thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng lão hóa của mình. Thứ hai nữa là cái mức độ mong muốn. Thì nếu mà trường hợp bạn muốn rõ hơn thì mình có thể là điện thoại qua cái số hotline hoặc là chia sẻ trực tiếp đến thăm khám các bạn tư vấn, thì các bạn sẽ nhìn trực tiếp tình trạng của mình và bạn sẽ biết được là mình cần cái điều trị như thế nào, số like như thế nào cho hợp lý nhé. Dạ, chị ơi mong là câu trả lời của chuyên gia bên em cũng khiến cho mình hài lòng này. Thì hầu như bên BB Thanh Mai có rất nhiều công nghệ để trẻ hóa da này, và đây là một chuyên gia về điều trị hóa công nghệ cao nên chắc chắn là chị sẽ có rất là nhiều cái kiến thức để cả nhà mình có thể là học hỏi thêm. Nên là em cũng có một câu hỏi của khách hàng hỏi em, đó là chị ơi không biết là cái liệu trình điều trị sụn mí thì mình có thực hiện được không ạ? Thì hiện tại cái công nghệ mà điều trị sụn mí bên mình á, thì mình sẽ điều trị rất là hiệu quả. Mình có thể mình điều trị bằng cái công nghệ là Ultravi để nó giúp nâng cái mí mắt của mình lên. Thứ hai là nó làm cho cái mí mình sẽ to và rõ hơn. Thì sau khi mình điều trị là mình có thể thấy ngay cái hiệu quả trong lúc mà mình vừa xong luôn. Cảm ơn chị Thoại. Em cũng có thấy một câu hỏi khác của khách hàng, đó là mà vậy thì khi mà mình điều trị sụt mí như vậy á, mình nâng lên được cái khung chân mày của mình rồi, mình có bị chảy máu hoặc là mình có bị phẫu thuật xâm lấn hay gì không cho chị Thoại? Thì hiện tại cái công nghệ Ultravi của mình á, nó điều trị á, thì nó dùng bằng cái bước sóng siêu âm hội tụ vi điểm thôi. Thì khi mà mình làm điều trị thì hoàn toàn là không chảy máu, không gây một bất cứ một cái tổn thương nào trên da. Và da mình bình thường, mình có thể đi làm, mình sinh hoạt, mọi thứ đều rất là ổn ha. Cho nên là mọi người cứ yên tâm là sau khi mình điều trị thì đẹp thôi chứ không cần gì hết, không nghỉ dưỡng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, như cả nhà biết đó, sau khi mình làm đẹp xong á, thì chắc chắn là mình không, mình hoàn toàn có thể là trang điểm để đi chơi, đi làm, make up, đi tiệc bình thường mà không mất thời gian nghỉ dưỡng cho cả nhà nha. Đó là lý do mà em thấy là hầu như các nghệ sĩ tới bên em nó rất là bận. Và các anh chị cũng có những cái show diễn buổi tối, buổi chiều mình tới để mình làm xong rồi các anh chị có thể đi diễn liền luôn, đúng không chị Thoại? Rất là tiện nha cả nhà, cả nhà đừng có lo lắng. Cả nhà có thể làm một cái liệu trình công nghệ trị hóa da vào ngay thời điểm này, để 2 tháng 9 này mình có một cái làn da đẹp để mình đi chơi là rất là hợp lý nha cả nhà. Ngoài cái liệu trình mà, ngoài cái câu hỏi mà chị Trang Đài có đặt cho em mà làm toàn mặt tới bao nhiêu thì chị Thoại có chia sẻ rồi. Thì em thấy chị Kiều Nga, vậy em chào chị Nga. Chị Nga có đặt cho bên mình một câu hỏi, đó là em 35 tuổi thì mình sẽ làm công nghệ trẻ hóa da nào là hợp lý chị? Thường thì mức độ lão hóa của mình như mọi người cũng biết, thì lão hóa của mình 18 tuổi thì mình đã hình thành lão hóa rồi. Thì với độ tuổi 35 thì làm rất là tốt nha cả nhà. Thì mình có thể chọn cái công nghệ nào mà cảm thấy tình trạng của mình. Ví dụ 35 tuổi nhưng mà có người thì gương mặt nó nhỏ, thì mình có thể chọn những công nghệ điều trị như Thomas, hoặc là mình đi những cái sóng cao tầng. Còn với những trường hợp mà cơ mình bị mềm, bị lão hóa nhiều hoặc mặt mình hơi tròn, thì mình có thể chọn cái công nghệ Ultravi để nó giúp nâng và nó clip được cái cơ của mình lên, và đồng thời làm săn chắc trẻ hóa cái da của mình lại. Thì mình sẽ tùy thuộc vào cái mong muốn của khách hàng nữa nha Phượng. Dạ, mỗi một khách hàng họ sẽ có mong muốn, tình trạng điều trị khác nhau, thì mình sẽ có rất nhiều công nghệ để cho khách hàng lựa chọn. Thì khách hàng phải đến cho mình trực tiếp cho mình thăm khám, và khách hàng chia sẻ những cái mong muốn để cho mình chọn cái công nghệ phù hợp cho khách hàng. Và mọi cái đều là rất là đẹp. Dạ, mình có nhiều công nghệ nên là mọi người cứ an tâm nha. Dạ, cảm ơn chị Thoại. Chị Kiều Nga ơi, nếu như mà mình sắp xếp được thời gian, chị có thể mình ghé bên em trực tiếp để được bác sĩ cũng như là chuyên gia bên em tư vấn về cái tình trạng làn da hiện tại của mình luôn, để mình lựa chọn được cái công nghệ phù hợp nhất để có thể cải thiện tốt nhất tình trạng da hiện tại của mình chị Nga nhé. Chị Nga có đặt thêm một câu hỏi, đó là không biết là cái Ultravi và cái Thermax nó khác nhau như thế nào hả chị? Thì Thoại cũng sẽ chia sẻ với bạn Kiều Nga và với cả nhà luôn ha. Thì cái ưu điểm của mỗi công nghệ về Ultravi á, thì cái ưu điểm đặc biệt là nó sẽ làm gọn cái gương mặt của mình lại, nó có thể tạo được gương mặt mình mê lai kéo rãnh ha. Nói chung là nó làm nâng và lift được cái cơ của mình lên, nó làm săn các sợi cơ, nó tăng collagen. Còn với Thomas
thì mình có thể điều trị được về cái bề mặt da. Nó vẫn là tăng sinh collagen và elastin, nhưng nó có thể làm cho da mình nó căng ra, nó mịn, nó giảm những cái nếp nhăn liên ti, và đồng thời nó có thể là se khít được lỗ chân lông. Thì mỗi một cái công nghệ nào nó cũng là trẻ hóa da, nhưng mỗi một công nghệ sẽ những cái ưu điểm để cho khách hàng mình lựa chọn tốt hơn, nó phù hợp với tình trạng của mỗi khách hàng. Dạ cảm ơn chị. Chị Kim Vê ơi, như là chuyên gia bên em mới chia sẻ rồi, thì về công nghệ Ultralabi cũng như là Thermat á, thì mỗi công nghệ nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau. Em có thể tóm gọn sơ như vậy là Ultralabi có thể làm cho mình săn chắc nâng cơ chị ha, và làm thon gọn được cũng như là ve lai được đối với những cái gương mặt mà mình hơi tròn, hơi tròn và hơi có nhiều thịt chút xíu. Còn đối với những trường hợp mà gương mặt của mình đã nhỏ rồi, thon rồi á chị Nga, mình hoàn toàn có thể làm được công nghệ Thermat để mình làm gì? Dạ hình như là mình tiện mình làm cho da mình nó được đẹp bề mặt hơn đúng không chị? Là vẫn da mình săn chắc cái da của mình luôn. Đúng rồi, vẫn săn chắc nha cả nhà, vẫn săn chắc mà bên cạnh đó là mình lại còn được làm đẹp bề mặt da, xóa nhăn là cực kỳ tốt, và mình làm sáng, làm mềm và mướt bề mặt da hơn. Cho nên chị Nga ơi, nếu như mà hiện tại thì mình đang ở trong một hai tình trạng đó, chị Nga có thể ghé bên em để được bác sĩ bên em chia sẻ trực tiếp mình nên làm công nghệ nào mà đẹp nhất chị nhé. Dạ cảm ơn chị Nga nhiều. Dạ em chào chị Cao Linh. Chị ơi 7 giờ em mới đi làm về. Chị Cao Linh chị yên tâm nha, bên em làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối lận. Cho nên là và tất cả các ngày trong tuần cũng như là cả lễ Tết luôn. Nên là các anh chị mình hoàn toàn có thể sắp xếp được cái khung giờ nào đó, mình rảnh mình ghé tới bên em liền, bên em sẽ chăm sóc các anh chị liền nha chị Cao Linh nha. 2 tháng 9 này bên em có làm nha chị Huyền nha. Chị cứ ghé bên em sẽ có các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc mình tận tình luôn ạ. Dạ em chào chị Tuyến Trần, thứ bảy chị ghé chỗ chị được với em. Dạ em cảm ơn chị Tuyến Trần. Chị ơi chị có thể để lại số điện thoại cho bên em á, thì bên em sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình liền luôn, để có thể chia sẻ trực tiếp về làn da của mình đang như thế nào, cũng như là có thể book được cái giờ chính xác để mình có thể ghé bên em và các bác sĩ bên em sẽ tham gia cho mình luôn nha chị Tuyến Trần nhé. Chị Hoàng Oanh, chị có đặt câu hỏi bên mình đang có chương trình ưu đãi gì không? Dạ có rất nhiều nha chị Hoàng Oanh. Hiện tại thì chị Mai em đang luôn có rất nhiều ưu đãi cho hầu như là tất cả các công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao luôn. Cho nên là nếu mà tiện chị Hoàng Oanh có thể để lại số điện thoại này, bên em sẽ có một phần chăm sóc khách hàng chia sẻ với mình liền. Hoặc là nếu mà tiện hơn chị có thể ghé bên em để mình được thăm khám da miễn phí luôn nha chị Hoàng Oanh nha. Dạ em có được số điện thoại của chị Tướng Trần rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Lát nữa thì bên em sẽ có một phần chăm sóc khách hàng gọi cho mình liền đấy ạ. Và trong khi chờ đợi một số câu hỏi của các chị nữa, chắc là các chị cũng đang làm việc chưa có ghé được nhiều chị có lại ha, nên là mình sẽ đợi chút xíu. Trong cái khoảng thời gian đó thì em sẽ chia sẻ với cả nhà về một ít kiến thức về cái về BB Thanh Mai mình chẳng hạn này. Thì theo như em biết á, chị Mai mình á thì làm xây dựng cơ sở này cũng phải hơn 20 năm rồi chị Hoài ha. Và hiện tại á, mình rất là tự hào khi mình được trao cái giải thưởng, đó là thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, và cũng là thẩm mỹ viện tốt nhất Việt Nam nha cả nhà. Do đó mà bên mình cũng sẽ là một cái thẩm mỹ viện mà có được cái số lượng khách hàng sử dụng công nghệ trẻ hóa da nhiều nhất Việt Nam luôn. Và tự hào hơn nữa nha chị, là mình đã được hãng của Ultralabi đó chị. Dạ, mình là một cái cơ sở duy nhất được hãng Ultralabi công nhận và cho đi chuyển giao công nghệ trẻ hóa da trên toàn thế giới luôn, cho các bác sĩ trên toàn thế giới. Thường thì các anh chị hay thấy là bên Việt Nam mình thì sẽ nhận chuyển giao những công nghệ của nơi khác này, nhưng mà hiện tại thì đối với Việt Nam mình, BB Thanh Mai tự hào khi là một cơ sở duy nhất được hãng Ultralabi công nhận và đi chuyển giao công nghệ trẻ hóa da cho các bác sĩ trên toàn thế giới luôn. Nó một điều rất là hãnh diện luôn các chị. Cho nên là các chị đừng ngần ngại gì hết, mà hãy bốc ngay số điện thoại lên và gọi cho tổng đài miễn phí 1800 66 17 của bên em để mình được giải đáp tận tình và chia sẻ thật là đúng về những cái kiến thức về các công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao của thế giới cả nhà nhé. Dạ em chào chị Kiều Nga. Chị Kiều Nga có đặt một câu hỏi cho chị Thoại, đó là trẻ hóa da bằng công nghệ cao như vậy thì mình duy trì được bao lâu hả chị? Bạn Kiều Nga ơi, cái này thì Thoại sẽ chia sẻ với bạn ha, và với cả nhà luôn của mình, là với cái công nghệ mình điều trị cao á, thì hiệu quả của mình trung bình là nó giữ được cho mình từ 1 năm rưỡi tới 2 năm. Nhưng nếu mà Kiều Nga có thể là mình chăm sóc tốt hơn về lối sống sinh hoạt của mình, thì có thể hiệu quả mình kéo dài được tới 3 năm. Thì cái này thật ra là mình phải chăm sóc thêm tại nhà. Chị có thể ví dụ một xíu là mình đi ra ngoài thì cố gắng bơm miếng dưỡng nè,
thêm tí kem chống nắng lên, rồi mình hạn chế là ví dụ mình đừng có thức khuya, bị stress, thì nó sẽ có những cái nguyên nhân để nó đi kèm. Thì mình sẽ, nếu mình tác động được tốt, mình giữ được tốt thì cái da của mình sẽ giữ được kéo dài hơn cái mức trung bình hồi nãy nha Nga. Dạ, em thấy chị Nga quan tâm với BB mình rất là nhiều chị ha. Nên là chị có thể chia sẻ thêm một chút xíu là cái cách mình chăm sóc da như thế nào sau khi mình sử dụng công nghệ để chị Nga có thể yên tâm được hơn không chị Thoại? Ngoài cái vấn đề như là mình có thể là dùng kem dưỡng này, dùng kem chống nắng này, thì cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ của mình như thế nào là tốt nhất hả chị Thoại? Thì thường á thì mình sẽ vấn đề về mình chăm sóc bề mặt da của mình, thì hồi nãy mình có vừa chia sẻ ha, là mình kem dưỡng nè, ngoài kem chống nắng nha, thì ngoài ra mình cố gắng mình đừng có thức khuya. Phụ nữ, đặc biệt phụ nữ mình là phải ngủ sớm nha cả nhà, thì mình sẽ giữ được cái nội tiết của phụ nữ mình sẽ ổn định và nó tốt hơn. Tiếp theo đó là có thể là mình tẩy trang á, có nghĩa là sáng mình thường mình đi bôi kem dưỡng chống nắng rồi mình có thể make up nhẹ lên, thì về mọi người phải tẩy trang thật là kỹ. Mình có thể là dùng miếng bông với kết hợp với dầu tẩy trang, mình tẩy khoảng lau khoảng nhiều lần, chứ không nghĩ là mình lau sơ một lần cái mình nghĩ nó sạch rồi. Nhưng mà mọi người lấy thêm 10 miếng bông nữa mình lau thêm, thì cái trong cái miếng bông nó sẽ còn những cái phấn, những cái bụi bẩn mình đi được, thì cái đó cũng rất là quan trọng nha cả nhà. Và ngoài ra thì mình có thể là ăn uống những cái dinh dưỡng phù hợp tốt với cơ thể, với tình trạng của mình. Và đặc biệt hơn nữa thì mọi người phải nhớ là phải đến với BB Thanh Mai để cho mình được Thanh Mai trực tiếp các bác sĩ thăm khám, rồi mình điều trị, mình chăm sóc với công nghệ mà công nghệ cao á, thì mình điều trị là ở những cái tầng sâu dưới da, ví dụ như lớp cơ, lớp trung bì để cho mình kích thích được collagen và elastin. Lớp cơ thì lớp mình săn cái cơ lại, nhưng mà bề mặt thì mình cũng phải ráng mình chăm sóc thêm. Ví dụ như mình có thể là mình đi những tinh chất dưỡng da, hoặc là mình cấy những cái collagen vào trong da, nó sẽ có nhiều dịch vụ. Thì mọi người nên đến với BB Thanh Mai và BB Thanh Mai sẽ thăm khám, điều trị, chăm sóc cho cả nhà mình nhé. Dạ, cảm ơn chị Thoại rất là nhiều. Như chị Thoại mới chia sẻ thì cả nhà nhớ nha, là bên em thì sẽ có những loại công nghệ trẻ hóa đỉnh cao của thế giới để điều trị đến tận lớp cơ của mình, để làm săn các nâng cơ. Thì bên cạnh đó bên em lại có chuyên gia để có thể chia sẻ với các anh chị về những cái cách thức các anh chị có thể chăm sóc da ở nhà mỗi ngày và mỗi tuần. Thì khi mình chăm sóc da tốt ở nhà mỗi ngày mỗi tuần, chắc chắn là làn da của mình nó sẽ được duy trì cái sự trẻ đẹp lâu hơn, dài hơn nữa nha các anh chị. Dạ, em chào chị Cherry. Chị có đặt câu hỏi làm căng móng da làm mấy lần và chi phí là bao nhiêu, thì em xin phép chị Thoại, đó là chị Cherry ơi, về cái chi phí thì hiện nay là so với tất cả các công nghệ bên em luôn mình đang được giảm hầu như là tới 70%, và nhân dịp lễ Tết 2/9 thì sẽ lại còn giảm nhiều hơn nữa đó nha chị nhé. Em xin đặt câu hỏi của chị đó là mình làm căng móng da mấy lần thì đẹp hả chị Thoại? Thì cái thật ra nó với tất cả các công nghệ hoặc là dịch vụ với căng móng da thì thực sự nó phải tùy thuộc vào cái mức độ tình trạng da của mình, nó thiếu dinh dưỡng ở cái mức độ nào, thiếu độ ẩm như thế nào. Thì thật sự là trung bình sau mỗi một lần mình điều trị á thì mình đã thấy da mình đẹp rồi. Cái đẹp đầu tiên mà mình sẽ thấy được là da mình nó sẽ mịn, nó sẽ sáng và nó giống như là nó bật cái tông da của mình lên, nó tươi lên, mình sờ vào mình rất là thích. Thì sau mỗi lần, nhưng trung bình á, với cái da mà mình lão hóa trung bình tầm khoảng 3 lần, nhưng nếu mà trường hợp da của mình nó sẽ bị khô nè, giống như những cô lớn tuổi xíu thì bị khô, lão hóa, có những nếp nhăn, thì mình có thể điều trình, mình có thể làm hơn một chút nữa, hãy 4 lần hoặc là 6 lần, đó là tùy cái tình trạng da của mình nha cả nhà. Mong là câu trả lời của chị Thoại có thể làm hài lòng mình nha chị Cherry ơi. Chị Thoại có chia sẻ là mình có thể làm khoảng từ 3 lần trở lên, nếu như làn da của mình không quá nhiều vấn đề, mình dùng 3 lần là đẹp rồi chị Thoại ha. Hình như là mình có thể thấy được cái sự khác biệt khi mà mình làm ngay từ lần đầu tiên, đúng không chị? Dạ, ngay từ lần đầu tiên là mình có thể thấy được cái sự khác biệt rồi, và trong vòng 3 lần nữa thì chắc chắn là làn da mình sẽ được ổn định và đã được đẹp rồi. Nếu mà chị Cherry mình muốn đẹp nhiều hơn nữa thì mình lại có thể là mua thêm liệu trình để mình làm cho mình được càng căng bóng hơn, giống như da của các em bé vậy đó chị. Dạ, em cảm ơn chị Cherry đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, em chào chị Thanh Anh. Chị ơi, em muốn tư vấn căng bóng da cho chị mặc áo dài. Cảm ơn chị Thanh Anh rất là nhiều luôn chị. Bên em vừa có bác sĩ này, vừa có chuyên gia này, nên là sau khi mà em đã làm cái nano collagen căng bóng rồi thì chị Thoại lại chia sẻ cho em những cái cách để chị em có thể chăm sóc da ở nhà mỗi ngày mỗi tuần. Cho nên nếu như mà tiện á, chị Thanh Anh mình có thể ghé trực tiếp bên em để được bác sĩ bên em tư vấn thăm khám da miễn phí cho mình luôn nha chị Thanh Anh nhé.
Bên cạnh đó thì khi mình về nhà, bên em thì sẽ lại có bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục chăm sóc mình và hướng dẫn cho mình những cái cách chăm sóc da là tốt nhất luôn. Đôi khi nó chỉ là những cái vấn đề rất đơn giản như cái giống như chị Thoại có chia sẻ là mình ngủ sớm đúng không chị? Đúng rồi. Mình ngủ sớm. Ngủ sớm. Dạ. Các chị ơi, em xin chia sẻ một chút xíu về cái hiệu quả của công nghệ thơm mát của bên em nhé. Lúc nãy thì em có chia sẻ với các anh chị về cái hiệu quả của công nghệ Ultralabi, thì hiện nay em cũng sẽ có xin khoe một chút xíu về những cái liệu trình mà các nghệ sĩ bên em đã làm, đó là của công nghệ thơm mát. Thì đây là chị mẫu Thúy Hạnh nha cả nhà. Các anh chị thấy là chị ấy có cái sự thay đổi khác biệt rất là nhiều khi mà mình đã dùng công nghệ thơm mát để làm săn da cũng như là làm giảm thiểu tất cả nếp nhăn trên gương mặt, làm da mình nó có cái độ sáng, độ mềm, độ mướt nhiều hơn. Thì các anh chị thấy trước và sau khi làm là da mình sáng hẳn nha cả nhà. Và nếu như để ý kỹ thì các anh chị sẽ thấy những cái nếp nhăn li ti ở ngay vùng mắt của mình giảm thiểu cực kỳ là nhiều luôn, và hiệu quả ngay lần đầu tiên nha cả nhà. Dạ đây, như cả nhà biết đây là chị Sĩ Thanh, ca sĩ Sĩ Thanh, một nghệ sĩ cũng rất là đa tài, vừa làm diễn viên rồi vừa làm ca sĩ này, nói chung là rất là nhiều nghề chị Thoại ha. Dạ. Và chị ấy đã sử dụng công nghệ thơm mát trẻ hóa da ở bên mình và có một cái sự hài lòng rất là tốt đối với BB Thanh Mai, và hiện tại chị cũng đang sử dụng rất là nhiều đúng công rồi, nghệ rất là nhiều. Ngoài thơm mát nha. Không biết là trước nay chị Thoại đã từng điều trị công nghệ nào cho chị Sĩ Thanh chưa chị ha? Thực ra là chị Sĩ Thanh điều trị cũng khá là nhiều bên mình đó đúng không chị? Ví dụ như chị Sĩ Thanh cũng có làm thêm cái dịch vụ PRP nè, nano collagen nè, rồi chăm sóc một cái body nữa. Thì thật ra là cũng được điều trị cho các anh chị nghệ sĩ này khá là nhiều đó cả nhà. Và đa số mấy anh chị này phải nói là rất là hài lòng. Và anh chị nói là có chia sẻ chút xíu là anh chị rất là tự tin khi mà có thể để mặt mộc đi ra ngoài, khi là người ta không phải là trong sân khấu hoặc là trong lúc quay phim gì hết, mà người ta ra ngoài rất là tự tin để mặt mộc luôn, đánh xíu son thôi là rất đẹp rồi. Là tại vì các chị đã được sử dụng công nghệ nano collagen làm căng bóng da nha cả nhà. Nếu như muốn mình không cần phải trang điểm, không cần phải make up và chỉ cần một chút son thôi, để mình tươi mới hơn rồi, thì mình có thể ghé tới BB Thanh Mai thì mình có thể được chăm sóc da tận tình như các anh chị. Và đây là hình của nghệ sĩ diễn viên Buka này, rồi đây là diễn viên Diệu Nhi này. Các anh chị còn rất là trẻ nha các anh chị, nhưng mà các anh chị đấy luôn ý thức được sớm rằng cái vàng cái tóc đúng không chị Thoại? Cho nên là về cái chế độ chăm sóc da các anh chị ấy có rất là sớm, do đó là các anh chị ấy vẫn có được một cái đẹp bề ngoài rất là đẹp, mặc dù đi quay rất là cực. Cho nên là còn chần chờ gì nữa, các anh chị mình có thể để lại ngay số điện thoại trong buổi livestream này, thì bên em sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng gọi lại chia sẻ cho các anh chị liền. Hoặc nếu tiện hơn, các anh chị có thể gọi vô tổng đài hotline miễn phí 1800 6617 để được giải đáp tất cả những gì mình đang thắc mắc, và mình sẽ có được một cái làn da đẹp hơn, tươi hơn và mới hơn. Thì chắc là em cũng xin kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều bởi vì mình đã tham dự này, đã cho tụi em có cơ hội chia sẻ cho các anh chị những cái câu hỏi, những cái thắc mắc này. Và mỗi tuần vào lúc 10 giờ sáng thứ năm hàng tuần nha cả nhà, bên em sẽ có chuyên mục livestream bạn hỏi chuyên gia giải đáp, nên là cả nhà nhớ theo dõi hàng tuần nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà có một ngày giữa tuần thật là vui, thật là hạnh phúc và có thật nhiều năng lượng để hoạt động đến cuối tuần luôn chị Thoại ha. Đúng rồi. Cảm ơn chị Thoại rất nhiều. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.